Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 15 tháng 10 kênh Bóng Đá Với Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ hãy bước vào chi tiết bản tin. Hoàng Đức và Văn Lâm ra mắt Phù Đổng Ninh Bình. Ngày 14 tháng 10, câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng Ninh Bình làm lễ xuất quân tham dự mùa giải 2024-2025 và công bố nhà tài trợ mới. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam LP Bank là nhà tài trợ chính của Phù Đổng Ninh Bình trong 5 năm, từ năm 2024 đến năm 2029. Cũng trong buổi lễ, hai tân binh chất lượng là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và thủ môn Đặng Văn Lâm đã chính thức ra mắt người hâm mộ Phù Đổng Ninh Bình. Dịp này, đội bóng đất cố đô đã đóng góp 3 tỷ đồng ủng hộ phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước đến năm 2025. Trước đó, Phù Đổng Ninh Bình đã sở hữu một loạt cầu thủ chất lượng, đang là tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam như tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Đỗ Văn Thuận, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, Phạm Văn Thành và tiền đạo Lê Minh Bình. Họ đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến tại V-League, tạo nên một lực lượng hùng hậu, hứa hẹn sẽ giúp Phù Đổng Ninh Bình trở thành đối thủ đáng gờm ở giải Anh quốc gia 2024-2025. Mục tiêu của Phù Đổng Ninh Bình là giành quyền thăng hạng V-League 2025-2026. Lãnh đạo của Ninh Bình, ban lãnh đạo của đội bóng, các quý vị khách quý và toàn thể báo chí có mặt ở ngày hôm nay, hơi xúc động tí. Tôi và cùng anh Quốc Tứ đây từng là những người đội trưởng của bóng đá Ninh Bình ở gần 15 năm trước và quay lại đây với vai trò là huấn luyện trưởng và cũng là giám đốc kỹ thuật dẫn dắt đội bóng để đạt mục tiêu cao nhất do ban lãnh đạo đề ra. Và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đầu tư khá tốt về chất lượng đội hình và cái sự khát khao của toàn đội bóng, mà tôi tự tin ở mùa giải tới đội sẽ có đặt mục tiêu và thực hiện lối chơi thuyết phục để giành được vị trí tốt nhất ở mùa giải mới. Vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ thể hiện sự quyết tâm của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng để câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình hướng tới mùa giải mới. Trận đấu đầu tiên như chúng tôi đã giới thiệu là trận đấu diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 10 tới đây, trận đấu tại Cúp Quốc gia, và sau đó là một chuyến làm khách khác vào ngày 26 tháng 10 tại Khánh Hòa, khi mà Phù Đổng Ninh Bình thi đấu trận đầu tiên ở giải hạng nhất quốc gia với câu lạc bộ Katoko Khánh Hòa. Và chúng ta hy vọng là các cầu thủ của các huấn luyện viên sẽ thể hiện tốt nhất. Một tràng pháo tay nữa để động viên cho tất cả những huấn luyện viên cầu thủ của Phù Đổng Ninh Bình ở mùa giải mới. Sau khi mọi thứ xong xuôi ở câu bộ cũ thì đến thời điểm này thì hôm nay buổi đầu tiên Đức có mặt ở đây cùng các đội mới cũng như là chuẩn bị làm lễ xuất quân của câu lạc bộ mới, chuẩn bị bước vào một mùa giải như là cũ quốc gia cũng như là một mùa giải nhất, thì Đức cũng đang rất là háo hức chờ đợi ra sân tập luyện của các anh em trong đội. Cá nhân em thì cũng đọc rất là nhiều comment của mọi người và cũng luôn luôn lắng nghe những cái ý kiến của mọi người góp ý. Với em thì cái việc đó thì cũng là chuyện đương nhiên phải diễn ra, vì không phải mỗi mình em hay là tất cả các cầu thủ khác, nếu mà có những cái lựa chọn như em thì cũng sẽ có nhiều comment mà mọi người phải đề cập đến. Với bản thân em thấy thì cái việc em xuống chơi giải nhất thì cũng có mục đích và cũng có cái mục tiêu cũng như là ban lãnh đạo của đội đã đề ra cho em trước đó, và em cũng hy vọng là em về em sẽ giúp sức cho đội và cố gắng ở mùa giải hôm nay đạt được cái hạng cao nhất và năm sau quay trở lại V-League. Với em thì em nghĩ không ảnh hưởng đâu, vì cứ được ra sân thì em đã cảm giác đã là một điều gì đấy và em sẽ luôn cố gắng cống hiến cho đội bóng của em hiện tại và để sao có một phong độ tốt nhất để có cơ hội được triệu tập đội tuyển quốc gia, thì em luôn cống hiến hết mình. Tại đội bóng thì cũng rất là nhiều cầu thủ Lâm từng thi đấu ở câu lạc bộ Quy Nhơn cũng như là đội tuyển quốc gia, thì Lâm nghĩ là bản thân Lâm không có mất nhiều thời gian để có thể hòa nhập với đội bóng mới. Khi mà lãnh đạo có sự đề nghị đối với Lâm thì Lâm cũng không có mất thời gian nhiều để đồng ý với lời đề nghị này. Mục tiêu của Lâm là cùng với các đồng đội vô địch hạng nhất để năm sau có thể lên V-League 1. Thái Lan và Philippines chạy đà hoàn hảo trước ASEAN Cup, lo lắng cho đội tuyển Việt Nam. Trong trận chung kết Kings Cup giữa Thái Lan và Syria, huấn luyện viên Masatada Isi không còn thử nghiệm đội hình. Ông tung ra đội hình gần như mạnh nhất với hàng loạt ngôi sao và được dẫn dắt bởi huyền thoại Chanthip Songkrasin. Với đội hình chất lượng như vậy, không bất ngờ khi đội tuyển Thái Lan chơi đầy chủ động trong hiệp 1 và tạo ra rất nhiều cơ hội.
đến phút 44, họ đã cụ thể hóa lợi thế. Mikkelsen tạt bóng cực kỳ chuẩn xác và Ekanip Pania có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, sai số xuất hiện khi các cầu thủ Thái Lan có những khoảng thời gian chủ quan. Phút 53, đường chuyền về bất cẩn của Sasalak trở thành pha kiến tạo đẹp mắt để Ezequiel băng xuống đối mặt với thủ thành Khai Mai và ghi bàn. Để thua theo cách đầy bất ngờ, đội tuyển Thái Lan đánh mất sự nhịp nhàng trong lối chơi. Tuy nhiên, lúc khó khăn cũng là thời điểm để siêu sao tỏa sáng. Đúng ở phút 90, Chanathip khởi đầu cho một đợt tấn công. Các đồng đội của anh phối hợp không như ý, dứt điểm hỏng ăn nhưng trái bóng lại bất ngờ tìm đến vị trí của đội trưởng đội tuyển Thái Lan ở ngoài vòng cấm. Chanathip nhanh chân tung cú sút một chạm, không cho thủ môn Siri cơ hội nào để cản phá. Thắng 2-1, Thái Lan lên ngôi tại King's Cup, giải đấu giao hữu quan trọng nhất trong năm của họ, đồng thời có bước chạy đà hoàn hảo cho AFF Cup. Ở trận tranh hạng 3, Philippines cũng đã có chiến thắng 3-0 trước Tajikistan, qua đó cán đích ở vị trí thứ 3 của giải đấu King's Cup. Với việc đến cả Philippines cũng sở hữu đội hình mới mẻ và sức mạnh đáng sợ, cơ hội để vào chung kết AFF Cup của đội tuyển Việt Nam trở nên ngày càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh rất lớn của Thái Lan và Indonesia, những đại diện hàng đầu khu vực. Hệ thống thông tin của Liên đoàn bóng đá Bahrain bị đánh sập, nghi ngờ cổ động viên Indonesia. Ngay sau trận hòa đầy tranh cãi với Indonesia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026, hệ thống thông tin và truyền thông của Liên đoàn bóng đá Bahrain đã bị các hacker đánh sập. Trận đấu Bahrain hòa Indonesia với tỷ số 2 đều vẫn là chủ đề tranh luận rất nóng trên các mặt báo hai nước. Đó là trận đấu mà đội bóng xứ vạn đảo đã thi đấu kiên cường. Họ dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 2-1 cho đến những giây cuối cùng của trận đấu. Đáng chú ý, dù chỉ cho bù giờ 6 phút, nhưng ở thời điểm Bahrain gỡ hòa, đồng hồ trên sân đã hiển thị phút 90+9. Điều này lại khiến các thành viên của Indonesia vô cùng phẫn nộ, còn Liên đoàn bóng đá Bahrain lại vướng vào rắc rối lớn. Theo thông tin từ báo chí Bahrain, các tài khoản mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Bahrain và trang web của cơ quan này đã bị nhiều hacker khác nhau tấn công. Hacker thậm chí còn dùng tài khoản của Liên đoàn bóng đá Bahrain để đăng tải những nội dung kích động. Trưởng phòng công nghệ thông tin của Liên đoàn bóng đá Bahrain, ông Maidi Andosari nói: "Trang web và các tài khoản liên quan của liên đoàn đang phải hứng chịu một loạt các báo cáo sai phạm từ người dùng. Bên cạnh đó, nhiều hacker đã tấn công chúng tôi. Điều tương tự cũng xảy ra với các tài khoản của đội tuyển quốc gia và cầu thủ. Chúng tôi đang liên hệ với Cục Công nghệ Thông tin nhằm đối phó với tình trạng này." Lượng người dùng báo cáo sai phạm bị nghi ngờ chủ yếu đến từ các tài khoản từ Indonesia. Phía Liên đoàn đá Bahrain cảnh báo những người làm việc trong hệ thống phải cẩn trọng với đường liên kết lạ và tin nhắn rác. Đây là vụ tấn công mạng lớn nhất mà Liên đoàn đá Bahrain từng phải đối mặt. Báo Trung Quốc cảnh báo huấn luyện viên Branko Ivankovic: "Không thắng Indonesia sẽ mất việc." Bóng đá Trung Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng dưới thời huấn luyện viên Branko Ivankovic. Tình cảnh của họ cũng khá giống với đội tuyển Việt Nam. Sau 7 trận cầm quân, ông chỉ giúp đội tuyển nước này thắng 1 trận, còn lại toàn hòa và thua. Tham vọng của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì họ đang có. Với việc World Cup 2026 tăng suất tham dự, đội tuyển Trung Quốc rất khao khát có được tấm vé đi tiếp sau vòng loại 3. Thế nhưng mọi việc đã đi chệch hướng với 3 trận thua liên tiếp. Đội tuyển Trung Quốc phải thắng Indonesia. Nếu không làm được điều này, huấn luyện viên Ivankovic có thể mất việc ngay lập tức. Tạm thời, đội ngũ huấn luyện của ông Ivankovic vẫn trụ lại, nhưng tình cảnh hiện tại đã trở nên quá đỗi khó khăn, tờ Sohu viết. Huấn luyện viên Ivankovic cần hiểu rằng, với liên đoàn bóng đá Trung Quốc, thất bại tại vòng loại World Cup coi như mất việc. Sau 3 thất bại vừa qua, cánh cửa đi tiếp của đội bóng xứ tỷ dân ngày càng hẹp lại. "Chúng tôi buộc phải thắng nếu muốn níu giữ cơ hội, không còn cách nào khác. Tất cả thành viên trong đội đều có chung lý tưởng là phải thắng," một cầu thủ đội tuyển Trung Quốc nói với phóng viên địa phương. Nhận định về cơ hội cho đội chủ nhà cuộc đối đầu sắp tới, huấn luyện viên Ivankovic nói: "Chúng tôi liên tiếp phải chạm trán 3 đội bóng mạnh nhất châu Á. Đừng quên rằng, chúng tôi vẫn còn 7 trận chưa đấu. Mục tiêu của Trung Quốc là cán đích ở vị trí thứ 4. Điều chúng tôi hướng đến là vị trí đó và nuôi hy vọng ở vòng playoff dự World Cup." Với những gì đã thể hiện, đội tuyển Indonesia bất ngờ được đánh giá cao hơn Trung Quốc. Họ sở hữu rất nhiều cầu thủ nhập tịch có đẳng cấp cao và đang thi đấu tại Mỹ hay châu Âu. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày thứ ba vui vẻ.